Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất thường gia hạn sử dụng Pfizer và trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Biến cố 3 học sinh liên tiếp tử vong sau khi tiêm vaccine COVID ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng mấy hôm nay. Có ý kiến chúng tôi ghi nhận được từ những người xung quanh cho rằng khi có đến 4 ca sốc phản vệ cùng một địa điểm tiêm như Bắc Giang hay Thanh Hóa, thì nên tiến hành điều tra độc lập về chất lượng vaccine từ khâu bảo quản đến khâu pha chế trước khi tiêm hay quy trình tiêm có đúng chuẩn hay không. Và những vụ việc này ngày càng lan rộng, nhiều người bị tương tự như thế. Vụ việc chưa kịp lăn xuống thì xảy ra vào hai lô vaccine COVID-19 Pfizer hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng, khiến dư luận quan tâm, đặc biệt là phụ huynh học sinh lứa tuổi từ 12 đến 17. Đây là hình ảnh công văn hỏa tốc của Bộ Y tế đề nghị tăng hạn sử dụng vaccine từ 3 tháng lên 9 tháng và ghi nhận của báo Tuổi Trẻ về sự kiện này. Trước đó vào đầu tháng 8, nhiều báo trong nước đưa tin rằng Israel tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer trị giá gần 2 triệu đô la sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Vì thế, chuyện vaccine hết hạn được gia hạn bằng công văn của Bộ Quản lý Dược và các công văn chỉ đạo gia hạn sử dụng vaccine của Sở Y tế Hà Nội cho thấy sự khác thường. Mặc dù Hà Nội đã cho dừng tiêm hai lô vaccine ngay trong đêm 30 tháng 11 và theo lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế, việc gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với vaccine Pfizer là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và không ảnh hưởng đến chất lượng. Nhưng sau hàng loạt sự cố tiêm nhầm vaccine COVID trong 18 trẻ sơ sinh, các ca sốc phản vệ dẫn đến tử vong sau khi tiêm vaccine, người dân phần nào tỏ ra thiếu tin tưởng khâu tổ chức tiêm phòng của Việt Nam. Sau khi dư luận tỏ ra bất an, chiều ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Y tế nói Việt Nam gia hạn vaccine Pfizer theo thông lệ quốc tế, không tự động thực hiện. Theo truyền thông nhà nước, ông Long nói, mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Để giải thích về việc gia hạn sử dụng hai lô vaccine số 124001 và 123002 của Pfizer là gần 3 triệu liều, từ 6 tháng lên 9 tháng. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học tại Úc cho rằng cần phải kiểm tra khoa học liên quan đến hai trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine tại Bắc Giang và Hà Nội. Sau khi hai ca trẻ em tử vong sau khi tiêm vaccine, trên trang Sức Khỏe và Đời Sống đưa ra bài viết giật tít rằng hai trẻ tử vong sau tiêm không liên quan vaccine và thực hành tiêm chủng. Bộ Y tế viết cái tít thì khẳng định rằng hai trẻ em tử vong sau tiêm không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng và rất nhiều người kinh ngạc về cách trả lời đó. Các bạn có thấy thuyết phục không? Câu hỏi được đặt ra. Tôi thì không. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế giật tít mạnh rằng trẻ em tử vong không liên quan đến vaccine. Đầu tháng 10, công ty Pfizer gửi thông báo gia hạn thời hạn sử dụng vaccine Pfizer trong điều kiện lưu giữ ở âm 90 độ đến âm 60 độ, tức là dùng tủ lạnh âm sâu mà Mỹ đã tài trợ cho Việt Nam. Trong các điều kiện nhiệt độ khác như âm 40 độ hay âm 25 độ hay tủ lạnh thông thường thì không được phép kéo dài. Nếu vaccine được lôi ra từ tủ âm sâu và đưa vào tủ trữ lạnh bình thường thì hạn sử dụng chỉ là 31 ngày, từ ngày đưa vào tủ trữ lạnh. Bình luận về việc gia hạn vaccine, Facebook Thảo Đỗ thì cho biết có người tiêm vaccine Pfizer mũi 2 cộng 2 xong bị COVID, buổi sáng tiêm thì chiều test COVID dương tính. Lý do là vaccine để trong tủ lạnh thông thường quá 31 ngày nên đã thay đổi tính chất, không còn là vaccine nữa mà trở thành virus gây bệnh rồi đem tiêm cho người dân. Thắc mắc về gần 3 triệu liều vaccine được gia hạn thêm 3 tháng, Facebook Sophia Nguyễn thì viết rằng gần 3 triệu liều vaccine này là mua được tiền ngân sách quốc gia. Mọi người cần đặt câu hỏi Bộ Y tế đã mua nó từ lúc nào mà 6 tháng nay thành ra hết đạt. Trong khi đó, vaccine cho trẻ em và mới phát động trích cho trẻ em gần đây chưa lâu. Có phải họ cố tình mua đồ cận đát để giá rẻ để chia chác lợi nhuận bẩn hay không? Rất cần một cuộc điều tra nghiêm túc và mỗi người dân có quyền được biết những tất khuất này. Đây là hình ảnh vaccine đang được Bộ Y tế triển khai tiêm hàng loạt cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi.
Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân thì đưa ra bình luận như sau. Khi người ta ghi hạn sử dụng lên nhãn mác của bất cứ sản phẩm gì, nghĩa là thời hạn đó sản phẩm sẽ gây tác dụng tốt, mà ngược lại nếu hết hạn thì sẽ tác hại, tuyệt đối không được sử dụng. Chừng nào tuổi trên đầu tôi chưa từng nghe, chưa thấy bất kỳ một loại thuốc nào, bất kỳ một loại nước ăn uống đóng gói, đóng hộp nào, kể cả sản phẩm dùng cho dê, gà, chó, lợn bán trên thị trường sắp hết hạn sử dụng mà nhà sản xuất thông báo gia hạn sử dụng thêm 1/3 thời gian bằng một tờ giấy gửi đến người tiêu dùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự gia hạn như vậy, nhưng không phải là thức ăn đồ uống mà là thuốc dành cho trẻ em. Sự gia hạn đó xuất phát từ đề nghị của nhà sản xuất, tức là không phải là chính hãng mà là công ty đại diện tại Việt Nam. Bộ Y tế thông qua Hội đồng Tư vấn cấp phép sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Cục Quản lý Dược đã vội vã tùy tiện đồng ý tăng gấp rưỡi thời gian sử dụng ghi trên nhãn của gần 3 triệu liều, chứ không phải là ít, đều dành cho trẻ em. Chẳng lẽ Bộ Y tế nước ta coi trẻ em nước nhà không bằng dê, gà, chó, lợn hay sao? Một số bạn dẫn đường link nói FDA của Mỹ và Cơ quan Quản lý Dược phẩm, Thực phẩm châu Âu đều chấp nhận sự gia hạn này. Điều này có thể có, nhưng để khỏi tranh cãi, xin nói ngay, trên thế giới chẳng cơ quan nhà nước nào cấp phép gia hạn thời gian sử dụng dược phẩm, thực phẩm sau khi gia hạn sử dụng trên nhãn hàng cả. Hết hạn chỉ còn cách là tiêu hủy. Đây là hình ảnh trên bài báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin Israel đã phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu đô la do quá hạn. Nếu những cơ quan trên chấp nhận sự gia hạn như thế thì rất không bình thường. Chỉ có thể giải thích là họ đã bị các nhà sản xuất lũng đoạn để tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Nhà báo Hoàng Hải Vân đã đưa ra kết luận như vậy. Vào ngày 1 tháng 12, nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tổ chức tiêm chủng cho học sinh theo kế hoạch như trước. Tuy nhiên, đa số phụ huynh và học sinh đến địa điểm tiêm chủng với tâm trạng lo âu và hoang mang. Tất cả đều lo ngại chất lượng của vaccine sẽ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của trẻ em. Chị T cho hay chị mất ăn mất ngủ mấy hôm nay vì phân vân không biết có nên cho con mình tiêm vaccine COVID không, vì sợ biến chứng và sốc phản vệ. Sáng nay chị đưa con đến sớm hơn giờ tập trung để cùng các phụ huynh khác đề nghị được đi cùng con em mình vào phòng tiêm, theo dõi và tận mắt nhìn đúng số lô thuốc và hạn sử dụng như nhà trường thông báo. Chị nói nếu không được vào xem đúng số lô vaccine và hạn sử dụng thì tôi sẽ đưa con em về, vì không ai đảm bảo được con tôi được tiêm vaccine còn hạn hay không. Sau khi được nhà trường thông báo mỗi học sinh được một phụ huynh đi kèm vào tiêm, các phụ huynh chuyển tay nhau số hiệu của hai lô vaccine được gia hạn để tránh. Anh D đã nói rằng, tôi mang theo số của hai lô vaccine này vào để đối chiếu. Nếu vaccine hôm nay tiêm trùng với số lô bị gia hạn, thì tôi sẽ không cho con tiêm nữa. Đây là hình ảnh tấm pano ghi rằng trẻ em không phải là chuột bạch. Các phụ huynh và học sinh biểu tình phản đối tiêm vaccine ở một trường học tại Los Angeles, Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10. Được biết trước đó vài ngày, 27 tháng 11, vẫn tại địa điểm tiêm chủng của trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, phụ huynh học sinh không được phép vào phòng tiêm cùng con em mình mà phải đứng đợi ở bên ngoài. Phải chăng sau sự cố các em học sinh ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước tử vong, các điểm tiêm đã mở hơn với các phụ huynh học sinh? Cha mẹ chưa hiểu đúng quyền giám hộ trẻ em ở Việt Nam. Luật ở các nước từ Anh tới Mỹ đều quy định trẻ em dưới 12-13 tuổi không được ở nhà một mình, ra ngoài thì phải có người lớn đi kèm. Trẻ dưới 18 tuổi, tức là chưa đến tuổi vị thành niên, đi khám chữa bệnh hay tiêm phòng phải có người lớn đi kèm. Việt Nam cũng cùng chung quy định quốc tế, vì vậy thông báo tiêm vaccine COVID gửi tới phụ huynh đều nhắc phụ huynh hoặc người giám hộ phải đưa con em đến địa điểm tiêm chủng. Tuy nhiên, việc thực hiện cụ thể như thế nào lại do các điểm tiêm chủng tự quy định không nhất quán. Có trường hợp cho phụ huynh kèm con vào tiêm nhưng cũng có trường hợp không cho. Trong khi phụ huynh do không hiểu hết quyền lợi của mình lại phải xin phép để được hưởng quyền lợi mà đáng lý ra là chính đáng. Trong bối cảnh nhiều người dân trên thế giới phản đối tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi do lo ngại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ em, điều đáng mừng ở Việt Nam là đa số các em, các gia đình đều đồng ý cho con em mình tiêm chủng.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin người Việt ở Mỹ chia rẽ về ý kiến khi ô tô điện của VinFast vừa ra mắt. Xe ô tô chạy bằng năng lượng điện của VinFast được trình làng ở Mỹ đã khơi ra những ý kiến trái chiều trong những người Việt tại thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới, với một số người tỏ ra vui mừng và tự hào, trong khi một số khác thì hoài nghi về chiến lược thực sự đằng sau sự ra mắt rình ràng này của VinFast. Hai mẫu xe thể thao đa dụng chạy bằng điện của VinFast, một công ty sản xuất ô tô thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được giới thiệu tại triển lãm ô tô ở thành phố Los Angeles vào hôm 18 tháng 11, trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Đặc biệt là các tờ báo truyền thông trong nước và báo Lề Đảng thì hết lời ca ngợi. Đây là hình ảnh trên trang Facebook có 20 triệu người theo dõi, YouTube nổi tiếng Nas Daily ủng hộ xe VinFast vì 100% xe dùng điện không cần dùng xăng. Công ty dự định mở bán các mẫu xe này ở Mỹ vào năm sau. Ngành ô tô đang đổi thay đổi và chúng tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mang xe ô tô điện tới và thực sự cạnh tranh ở thị trường rất quan trọng này. Giám đốc điều hành của VinFast toàn cầu Michel đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN. Và đương nhiên chúng tôi muốn biến VinFast thành một thương hiệu xe điện toàn cầu. Hai mẫu xe điện VFE35 và VFE36 được thiết kế bởi hãng của Ý là công ty cũng đã thiết kế các mẫu xe chạy bằng xăng khác cho VinFast. Pininfarina nổi tiếng nhất với lịch sử thiết kế những chiếc xe Ferrari cổ điển, theo hãng CNN chia sẻ. VinFast E35 có thể chạy gần 500 km mỗi lần sạc điện, theo VinFast. E36 có thể đi tới 679 km mỗi lần sạc. Cả hai đều có tính năng hỗ trợ người lái bán tự động tương tự những tính xe khác đã có trên thị trường, như tự động xe và lái xe bán tự động. Tại Mỹ, VinFast sẽ chỉ bán xe điện. Ông Lotscher đã nói như vậy vì đây là nơi công ty nhận thấy cơ hội phát triển lớn nhất của mình. Các mẫu xe điện này được sản xuất dựa trên kỹ thuật riêng của VinFast, ông nói thêm. Sự xuất hiện của những hãng xe thương hiệu Việt Nam lần đầu tiên ở Mỹ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong và ngoài nước. Một số người còn lên mạng xã hội bày tỏ sự háo hức và tự hào. Cũng rất là mừng vì lần đầu tiên Việt Nam mình có một công ty riêng mang xe đến thị trường của Mỹ nên mình rất là ủng hộ. Anh Thọ Vi, một cư dân người Việt ở bang Virginia, chia sẻ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Anh cho biết điều khiến anh chú ý về các mẫu xe điện này là chúng được sản xuất bởi một công ty thuộc sở hữu của một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, cũng như thiết kế hiện đại và đẹp do một công ty có tiếng của Ý sản xuất. Thị trường xe điện ở Mỹ có Tesla là một. VinFast trong tương lai sẽ ra sao thì mình chưa nắm rõ, anh nói thêm. Đây là hình ảnh người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, là người đã sáng lập ra hãng xe hơi điện Tesla ở Mỹ. Ngay sau khi hai mẫu xe điện được ra mắt, đã có những ý kiến đặt nghi vấn về tính khả thi với tham vọng kinh doanh của VinFast ở Mỹ. Cũng lưu ý rằng công ty vẫn chưa cho biết giá của những chiếc xe này chính xác là bao nhiêu và vẫn chưa rõ nội thất bên trong xe có gì. Vẫn còn hơi sớm để bàn về giá cả, nhưng chúng tôi rất tập trung vào khách hàng nên điều chúng tôi muốn làm là cung cấp một sản phẩm chất lượng đẳng cấp thế giới và giá cả hợp lý và dịch vụ thật tốt. Ông Lotscher đã nói như vậy. Ông Joaquin Nguyễn Hòa, một nhà báo tự do sống ở thành phố San Francisco, bang California, thì lại tỏ ra hoài nghi về những gì ông nhìn thấy từ sản phẩm của VinFast. Nếu như VinFast sản xuất được xe điện thì đó là điều tốt thôi, nhưng mà nếu nhìn lại kỹ thuật nền công nghiệp cũng phức tạp lắm, chứ không phải là dễ dàng, ông nói. Những thông tin mà chúng ta biết cho tới nay, xe VinFast từ xe xăng lẫn xe điện đều được thiết kế máy móc sản xuất không phải bởi Việt Nam, coi như một kiểu lắp ráp ở Việt Nam rồi dán cái nhãn lên thôi, cho nên tôi không cảm thấy tự hào nó là một sản phẩm của Việt Nam. Ông Hòa nói ông nghĩ VinFast có thể đáp ứng được thời biểu mà họ đặt ra là giao xe cho khách hàng ở Mỹ sau khoảng một năm nữa, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác về khía cạnh quản lý và dịch vụ khách hàng mà có thể đề ra thách thức cho tham vọng của công ty. Ông nói, khi mà bán xe thì có nhiều vấn đề khác, là ví dụ như hậu mãi, bảo hiểm, v.v.
nhất là phải thỏa mãn yêu cầu về an toàn của Mỹ chẳng hạn. Thí dụ như cho xe thử tông nhau, thử xe ở nhiệt độ lạnh, nhiệt độ nóng. Tôi nghĩ vấn đề sau khi bắn xong họ làm như thế nào, người ta có tin được hay không? Đây là hình ảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 cho thấy VinFast tiếp tục lỗ thêm nửa tỷ đô la, mức lỗ gấp đôi vào năm ngoái. Ông Major Hưng Nguyễn, một chuyên gia địa ốc ở miền Bắc California, nói tham vọng mở rộng thị trường của VinFast có thể gặp trở ngại trong chính cộng đồng người Việt vì lý do thương hiệu này chưa đủ uy tín. Ông cho biết đa số người mà ông đã trò chuyện về xe điện của VinFast đều tỏ ra nghi ngờ hoặc không mấy hứng thú. Ông nói, xây dựng một thương hiệu ở Mỹ tốn nhiều thời gian rất là lâu, hàng mấy chục năm, cho nên chuyện một hãng xe mới từ một quốc gia không hề có tên tuổi gì về ngành công nghiệp xe hơi mà tự nhiên đến Mỹ thì tôi nghĩ rằng chuyện tiếp thị ở thị trường Mỹ thì có thể lấy danh tiếng mà thôi. Thực tế thì tôi cho là rất khó vào thị trường Mỹ, ông giải thích thêm. Theo suy nghĩ của tôi, mục đích của VinFast khi đưa xe qua Mỹ ra mắt, có lẽ họ có những chiến lược khác, tức là tiếp cận thị trường Mỹ với mục đích bán cho khách hàng ở trong nước. Người trong nước nhìn ra thấy bây giờ xe của VinFast đã qua Mỹ rồi, nghĩa là niềm tin vào VinFast để người trong nước mua xe VinFast. Tôi tin là những người lãnh đạo của VinFast thừa hiểu là khó có thể vào thị trường Mỹ được. Ông Thục Phạm, một nhà báo từng làm biên tập cho VTV, hiện sống ở Hoa Kỳ thì đưa ra bình luận như sau. Ô tô chạy bằng điện thì có 3 trở ngại nên chưa bán được rộng rãi như lượng điện có ắc quy và tầm xe chạy, 2 là thời gian sạc, 3 là mạng lưới chạm sạc. Đây là hình ảnh sau chưa đầy 3 năm tham gia thị trường điện thoại di động, Vingroup tuyên bố dừng sản xuất điện thoại V-Smart từ tháng 5 năm 2021 và hoàn toàn thất bại ở mảng này. Theo thời gian và chờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 3 vấn đề trên sẽ dần được giải quyết. Khi đó, ô tô chạy bằng điện sẽ phổ thông hơn và thay dần xe chạy xăng và dầu. Khi đó, các hãng đi tiên phong về xe điện như Tesla đương nhiên có nhiều ưu thế. Còn các hãng xe xăng dầu lâu đời cũng đã rục rịch chuyển sang làm xe điện với những thuận lợi nhờ nền móng vững chắc về thiết kế, chế tạo, danh tiếng, khách hàng để đón đầu. Thị trường Mỹ là nơi sát hạch khắc nghiệt nhất cho các tiêu chuẩn cao và người tiêu dùng lý trí rất khó tính. Hãng xe nào muốn chứng minh năng lực và thành công phải bán được xe và có lãi ở thị trường Mỹ. Nhưng điều này không dễ vì Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pháp đều tự làm được xe ô tô nhưng vẫn chưa bán được xe sang Mỹ. VinFast có bước đi táo bạo, đáng khen, gợi lại cách làm của hãng xe Hàn Quốc ban đầu mua bản quyền xe nước ngoài, sản xuất trong nước rồi xuất khẩu sang Mỹ, cuối cùng đã thành công. Nhưng phải tỉnh táo mà thấy sự khác biệt cơ bản. Hàn Quốc họ có nền tảng về công nghiệp, chế tạo, tự làm được nhiều thành phần của xe nên mới thành công. Còn VinFast cái gì cũng phải mua, lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, sao mà chủ động và cạnh tranh cho được. Sau này xe ô tô điện sẽ phổ biến, nhưng lúc đó các hãng xe lâu đời với lợi thế về kỹ thuật, nền tảng sẵn có, chẳng lẽ họ lại để thua mà ông lính mới tỏ tè lại chẳng có căn bản gì hay sao? Đây là hình ảnh chiếc xe Zeta là xe hơi điện giá rẻ khoảng 7.000 đô của Nga, có thể chạy liên tục 560 km mới phải sạc pin. Thị trường Mỹ tiêu thụ khoảng 15 triệu xe mỗi năm là sự thật, nhưng ngồi đếm cua trong lỗ là một hãng xe mới toe, còn chưa chạy thử ở sa mạc, ở núi cao, trong băng tuyết sẽ bán được hơn 100.000 xe, thật là tự huyễn hoặc. Mình chắc chắn là ủng hộ người Việt thành công, nhưng phải theo cách vững bền, không phải theo cách xây nhà không móng. Ông Thục Phạm đã nêu ra quan điểm như vậy. Hiện Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư toàn cầu để huy động khoảng 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu cho VinFast. Hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết vào hôm 30 tháng 11 như vậy. Các nhà đầu tư mà Vingroup đang đàm phán gồm có Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar và BlackRock, một tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia của Mỹ có trụ sở ở New York. Theo hãng Reuters, một đại diện của VinFast trước đó cũng đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng công ty đang bắt đầu thử nghiệm xe theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast Mỹ nói qua email như vậy. Với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá bán hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc,
đồng thời có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị hiếu khách hàng, chúng tôi tự tin là sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Ngoài hai mẫu xe chạy bằng điện, VinFast mới đây cũng ra mắt trụ sở chính ở Mỹ tại Los Angeles. Hiện công ty có kế hoạch sản xuất những chiếc xe thể thao này tại Việt Nam, nhưng định mở một nhà máy ở Mỹ vào nửa cuối năm 2024. Người điều hành VinFast toàn cầu, Lossett, cho biết như vậy.